Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước những thành quả và nhận thức chung quan trọng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đạt được trong cuộc hội đàm ngày 12 tháng 12. Nhất là việc hai bên nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, định vị mới mang tầm vóc lịch sử này sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ hai đảng, hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới sâu rộng, thực chất và bền vững hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhắc lại những ấn tượng và kỷ niệm tốt đẹp khi đến thăm và phát biểu trước Quốc hội Việt Nam trong chuyến thăm cấp nhà nước năm 2015, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc những năm qua, nhất là giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp của hai cơ quan lập pháp luôn được duy trì. Sự phối hợp tại các cơ chế đa phương diễn ra thường xuyên, đưa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp trở thành một bộ phận quan trọng của quan hệ tổng thể giữa hai đảng, hai nước. Nhằm hiện thực hóa nhận thức chung sự định hướng chỉ đạo chiến lược của hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nữa giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các ủy ban chuyên trách, nhóm nghị sĩ hữu nghị. Nhấn mạnh vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp trong việc xây dựng hành lang pháp lý và chính sách thông thoáng thuận lợi, hỗ trợ các bộ ngành địa phương hai bên tháo gỡ vướng mắc về thể chế, chính sách, thủ tục, đôn đốc giám sát việc triển khai các thỏa thuận, các dự án hợp tác song phương, thúc đẩy hợp tác thương mại phát triển cân bằng, bền vững. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực, ủng hộ nhau đăng cai các diễn đàn, hội nghị quốc tế, tích cực tham gia các hội nghị, diễn đàn do mỗi bên chủ trì tổ chức. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ nhất trí những đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ủng hộ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc tăng cường giao lưu hợp tác với Quốc hội Việt Nam và hoan nghênh đồng chí Vương Đình Huệ sang thăm Trung Quốc trong năm 2024 để tăng cường trao đổi giữa cơ quan lập pháp hai nước, phát huy vai trò to lớn hơn nữa trong việc tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam.